Kẻ giật dây chuyền của người phụ nữ trên quốc lộ 1 bị bắt. Chỉ trong thời gian ngắn truy xét, đội cảnh sát hình sự, công an quận 12 đã nhanh chóng truy xét, bắt nghi can giật sợi dây chuyền của người phụ nữ trên quốc lộ 1. Ngày 1 tháng 6, công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ, lấy lời khai với Lâm Trần Phước, 38 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để điều tra về vụ cướp giật dây chuyền xảy ra trên quốc lộ 1, phường Tân Hưng Thuận. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip người phụ nữ đang chuẩn bị lên xe khách ở trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, bị người đàn ông đi xe máy áp sát, cướp giật sợi dây chuyền trên cổ. Vụ việc sau đó được báo chí đăng tải. Chiều ngày 30 tháng 5, sau khi tiếp nhận thông tin, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ban Chỉ huy Công an quận 12, đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét nghi can. Các trinh sát hình sự đã gặp không ít khó khăn khi thủ phạm sử dụng biển số xe giả, gây án nhanh chóng trong khi nạn nhân sau khi bị cướp giật đã lên xe khách về quê, không trình báo. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã lần ra manh mối của Phước. Đến 17 giờ 30 ngày 31 tháng 5, người này đang ung dung ngồi uống nước ở ngã tư Trung Chánh, huyện Hóc Môn thì bị trinh sát ập vào khống chế. Tại cơ quan điều tra, Phước thừa nhận hành vi cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ ở trên quốc lộ 1. Sau khi biết hình ảnh vụ việc truyền trên mạng xã hội và báo chí đăng tải, Phước đã bán sợi dây chuyền vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12 với giá 5 triệu đồng và tẩu tán chiếc xe máy phương tiện. Phước cũng được xác định có 2 tiền án cướp giật, chưa được xóa án tích. Công an quận 12 phát đi thông báo đến nạn nhân bị cướp giật đến ngay công an quận 12 đường Trương Thị Hoa để trình báo phục vụ điều tra, xử lý.